Hello, xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đến với lại video tiếp theo của Team HTD Research và mình là Minh Tiến. Như các bạn có thể thấy thì tính đến ngày hôm nay đã tới 3 ngày BTC xuất hiện cây nến màu đỏ. Cụ thể thì sau 2 ngày BTC ở cái vùng giá 7x, cụ thể thì các bạn thấy ở vùng giá 73.000 nhưng mà đến ngày hôm nay thì bạn thấy là đã về tới cái vùng giá đó là 67.000 USD rồi. À, các bạn mà trở lại ngày hôm qua thì bạn thấy là BTC đã có những lúc về tới vùng giá đó là 65.000 USD cơ nhưng mà đến à, cuối ngày hôm qua thì bạn thấy được rằng là đã rút dâu quay trở lại vùng giá 69.000. À, cái đỉnh mà có được ở trong năm 2021 đúng không các bạn và đến thời điểm hiện tại thì lại tiếp tục xuất hiện cái nến màu đỏ ở trong cái khoảng thời gian 3 ngày vừa rồi thì chúng ta liên tục chứng kiến BDC xuất hiện cái lực bán ở cái vùng giá đó ở trong những video hôm trước thì chúng ta cũng đã nói về cái kịch bản đó là BDC có thể tăng trưởng tới vùng giá đó là 72 đến 75 000 USD nhưng mà các bạn thấy được rằng là đến cái vùng giá 73 000 USD thì nó đã có cái sự điều chỉnh quay trở xuống rồi đến thời điểm tại thì chúng ta cũng chưa biết được rằng là thị trường ta đã bước vào cái đợt điều chỉnh sau một khoảng thời gian mà thị trường chúng ta tăng trưởng mạnh hay không nhưng mà À, dù nó có điều chỉnh mạnh hay nhẹ thì các bạn cũng nên thực hiện những cái chiến lược mà chúng ta đã vạch ra, đó là gì các bạn? Đó chính là chúng ta sẽ đưa ra những cái vùng mà chúng ta gom hàng vào. À, ở khoảng thời điểm thời gian hiện tại ấy, mặc dù giá BTC đã tăng khá là cao rồi nhưng à, theo cá nhân mình nhận định đây cũng chưa phải là cái đỉnh uptrend của chu kỳ này. À, cá nhân mình vẫn còn kỳ vọng giá BTC còn tăng trưởng à, mạnh mẽ hơn nữa đúng không các bạn, có thể đạt tới vùng giá 100.000 và thậm chí là à, trên vùng 100.000, đấy là cái mà mình kỳ vọng đối với lại BTC ở trong cái chu kỳ này. Đương nhiên thì sau một khoảng thời gian tăng trưởng mạnh ấy, thì à, thị trường của ta nó cần một cái sự điều chỉnh để nó có thể tăng trưởng bền vững hơn, à, đấy là cái điều mà chúng ta cũng đã mong đợi từ à, khá là lâu rồi đúng không các bạn. Nhưng mà tính đến thời điểm hiện tại các bạn thấy là kéo từ cái vùng giá 73.000 BTC có được cách đây khoảng 2 ngày, cụ thể là vào ngày 14 ấy thì tính đến thời điểm hiện tại thì các bạn thấy được rằng là cái pha điều chỉnh sâu nhất nó chỉ khoảng tầm là 11% thôi. Trong lịch sử thì những cái pha mà thực sự BTC có cái sự điều chỉnh ấy, mà chúng ta cho thấy rằng là nó điều chỉnh mạnh mẽ thì các bạn thấy được rằng là nó thường nó sẽ khoảng tầm từ 20 đến 25 phần trăm các bạn và thậm chí là còn hơn cụ thể nếu như các bạn trở ngược lại à, cái khoảng thời gian tháng 7 cho đến khoảng thời gian tháng 10 ấy, thì các bạn thấy được rằng là sau khi btc đạt được cái đỉnh đó là 31.000 đúng không các bạn và các bạn thấy được rằng là nó điều chỉnh lên tấn à, cái vùng nó khoảng gì ạ khoảng 20 phần trăm cơ đúng không hay là các bạn thấy là ở trong cái khoảng thời gian tháng 8 cho đến khoảng thời gian đó là gì ạ đó đến à, xin lỗi các bạn hay khoảng thời gian đó là tháng 4 cho đến khoảng thời gian tháng 6 ấy thì khi mà BTC có cái sự điều chỉnh thì các bạn thấy được rằng là cũng lên tới cái khoảng đó là 20 phần trăm hay là cụ thể trong tháng 3 các bạn thấy được rằng là sau cái sự kiện ngân hàng sụp đổ thì BTC cũng điều chỉnh khoảng tầm là 21 phần trăm thì tính đến thời điểm hiện tại sau một khoảng thời gian BTC tăng trưởng mạnh mẽ thì các bạn thấy được rằng là cái khoảng thời gian tính từ À, cái khoảng thời gian BTC bắt đầu tăng trưởng đó là gì các bạn? Đó là từ tháng 10 đúng không? Tháng 10 cho đến khoảng thời điểm hiện tại. Các bạn thấy tăng trưởng rất là mạnh lên tới tận khoảng là gì ạ? 172%. Thì trong khoảng thời gian sắp tới nếu như mà BTC có sự điều chỉnh khoảng tầm 25 đến 30% thậm chí hơn ấy thì đấy là cái điều mà chúng ta cũng nên chuẩn bị sẵn cái tâm lý đúng không ạ? À, cá nhân mình thì như trong video trước mình vẫn sẽ kỳ vọng là BDC sẽ à, có thể điều chỉnh một chút đúng không các bạn hoặc là có thể sideways cái vùng giá 6x này để có thể là dòng dòng tiền nó lớn chuyển qua an coi và một số những an có thể có thêm một cái sóng tăng trưởng nữa thì đấy là cái điều tuyệt vời. Nhưng mà chúng ta cũng không thể phủ nhận các bạn thấy được rằng là trong cái sóng tăng mạnh mẽ uptrend năm 2020 năm 2021 thì các bạn thấy được rằng là cũng có pha điều chỉnh thực sự mạnh khi mà BDC đạt được cái vùng à, đỉnh đó là khoảng tầm 64 thì đúng không ạ? đó thì khi VDC đạt được cái vùng 64.000 các bạn thấy được rằng cái pha điều chỉnh nó mạnh các bạn khá là mạnh luôn nó lên tới là hơn 50 do một khoảng thời gian mà thị trường chúng ta nó tăng trưởng liên tục các bạn này tăng liên tiếp từ cái à, các bạn thấy là cứ coi là chân sóng đi đúng không các bạn coi từ là cái chân sóng có được vào khoảng thời gian đó là cuối năm 2020 đúng không thì bạn thấy được rằng là đã tăng trưởng lên tận gì hơn 400 gần 500 phần đó thì nếu như mà chúng ta tính từ đầu năm 2023 các bạn thấy sau một cái sự phục hồi thì đến thời điểm hiện tại đã lên tới là 352% rồi tăng trưởng các bạn thấy cũng khá là khủng khiếp đúng không và đến thời điểm hiện tại thì cái pha điều chỉnh mạnh mẽ của thị trường trong khoảng thời gian sắp tới thì chúng ta cũng sẽ gì ạ chúng ta cũng sẽ gọi là chuẩn bị sẵn cái tâm lý các bạn thấy là ở trong khoảng thời gian vừa rồi cụ thể các bạn thấy được rằng là từ à, cái khoảng thời gian đó là gì ạ à? tháng 2 của năm 2024 cho đến thời điểm hiện tại thì BTC liên tục nằm ở trong cái vùng quá mua rồi đúng không ạ khả năng nếu như mà thị trường ta cần một cái sự tăng trưởng nữa thì nó khả năng là nó cần một cái pha điều chỉnh các bạn thấy là ngay ở cái khoảng thời gian đó là gì ạ à? đó là vào khoảng thời gian tháng 1 của năm 2024 khi mà BTC về tới cái vùng giá khoảng tầm là 38.000 ấy thì thời điểm đó à, các bạn thấy rằng chỉ báo LSI nó đã đi được về tới cái vùng đó là gì ạ à? à, 40 điểm à, thì báo FMI thì nó các bạn thấy được rằng nó đã, đã về tới cái vùng đó là 26 điểm sau đó thì các bạn thấy được rằng là có một pha tăng trưởng khá là mạnh. Thì à, liệu rằng trong khoảng gian sắp tới à, BTC có sự điều chỉnh hay không? Trước mắt là chúng ta cũng sẽ nhìn BTC khả năng nó sẽ điều chỉnh về đường Boeing Bear ở giữa thì khả năng các bạn sẽ chứng kiến BTC trở ngược lại cái vùng giá khoảng tầm là 64 65 nghìn đúng không các bạn? đó hoặc là có thể là thấp hơn à, trong trường hợp nếu như mà nó điều chỉnh về đường bowling Bear ở phía dưới này thì khả năng khả năng là chúng ta sẽ chứng kiến giá BTC về tới vùng 5x và khi chúng ta kéo từ cái đỉnh mà về từ cái vùng giá BTC về khoảng tầm là 55 sáu nghìn khoảng tầm là 22 thì nó lại có vẻ hợp lý đúng không bạn nó giống với lại những cái đợt điều chỉnh trước à, cụ thể là các bạn thấy được rằng là trong năm 2023 như mình vừa kéo cho các bạn xem ấy thường thì à, mỗi một lần điều chỉnh nó sẽ điều chỉnh khoảng tầm là gì ạ? hơn 20 khoảng 20 đến 22 đến 23 gì đó đúng không bạn thì khi mà chúng ta nhìn vào góc nhìn phân tích kỹ thuật để chúng ta bỏ qua hết tất cả những cái thông tin những cái tin tức mà đang có trên thị trường thì các bạn thấy được rằng là trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến thời điểm hiện tại thì giá BTC à, đang tạo thành một cái xu hướng tăng thực sự khá là rõ rệt đúng không các bạn và tăng trưởng rất là nhanh rất là mạnh thì à, khi mà chúng ta nhìn vào chỉ báo RSI cũng như là FMI thì các bạn thấy là nó lại tạo ra một cái à, xu hướng giảm tức là các bạn thấy được rằng nó đã tạo ra những cái đỉnh sau thấp hơn những cái đỉnh trước thì trường hợp này nó gọi là gì các bạn nó gọi là phân kỳ đỉnh đúng không các bạn à, trường hợp gọi là phân kỳ giảm giá ấy. thì khả năng là thị trường chúng ta có một pha điều chỉnh là cũng uh, uh, là cái điều mà chúng ta dễ hiểu nhưng mà cái kịch bản chúng ta nói rằng là BTC sẽ có sự điều chỉnh ấy, thì chúng ta đã gì ạ? đã thảo luận với nhau cũng khá là lâu rồi nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì thực sự là BTC có sự điều chỉnh hay không thì các bạn thấy là cái thông tin thời điểm hiện tại đó là cái thông tin liên quan tới Bitcoin ETF spot nó vẫn đang thực sự khá là mạnh đúng không các bạn Lý do vì sao? Lý do ở trong cái khoảng thời gian ngay như ngày hôm qua thôi, ngày 15 thì chúng ta vẫn chứng kiến cái dòng tiền dương đổ vào thị trường thông qua những quỹ Bitcoin ETF spot đúng không các bạn? Nhưng mà các bạn thấy là mặc dù là nó thấp hơn so với lại những ngày trước, nhưng mà dù sao thì chúng ta vẫn chứng kiến cái dòng tiền dương đổ vào thị trường. À, và chúng ta vẫn chứng kiến Ray kêu tiếp tục bán ra thì các bạn thấy là ngày hôm qua Ray kêu bán ra khoảng tầm 139 triệu nhưng mà các bạn thấy là chỉ có dạng blacklock thôi thì cái số tiền nó đã, đã cân bằng so với lại uh, rồi và các bạn thấy là uh, sau đó thì có feuri này đúng không bạn và những quỹ như uh, bitcoin ADF, spot khác thì các bạn thấy được rằng là cái dòng tiền vào nó cũng khá lớn nó khoảng tầm là 170 triệu như vậy là ngày hôm qua thì chúng ta vẫn chứng kiến cái dòng tiền dương đổ vào nhưng mà nhìn uh, công bằng này mà nói thì các bạn thấy là ở trong cái khoảng thời gian mấy ngày trở lại đây cụ thể là hai ngày trở lại đây thì chúng ta đang chứng kiến cái dòng tiền vào nó thấp hơn so với lại những cái ngày trước À, thì chính vì Bitcoin ETF Spot nó đang làm cho chúng ta cảm giác như là thị trường của chúng ta nó đang có một sự đổi mới đúng không các bạn Nó làm cho chúng ta khó đoán hơn Cụ thể thì các bạn thấy được rằng là ngay cả cái chạt giá khi mà chúng ta nhìn vào chạt giá btc cái cách mà btc đi đến thời điểm hiện tại là nó khó khá là khác so với lại những cái chu kỳ cũ đúng không các bạn nó làm cho chúng ta thực sự là khá là khó đoán ngay cả khi mà trong khoảng thời gian tháng 6 năm 2023 cho chúng ta cũng đã thảo luận với nhau chúng ta nói được rằng là thị trường chu kỳ này nó khá là khác do sao các bạn do có những quỹ đầu tư đúng không các bạn à, những quỹ những tổ chức quản lý tài sản thực sự khủng trên thế giới. Các bạn thấy được rằng là những quỹ đầu tư như BlackRock, Fidelity hay là những quỹ mà tham gia Bitcoin ETF này họ nắm giữ cái khối lượng tài sản thực sự lớn đúng không ạ? Và các bạn thấy được rằng chỉ có ạ chỉ cần có vài phần trăm cái số lượng tài sản lớn đấy được đổ vào Bitcoin thôi thì chúng ta cũng đã chứng kiến thị trường ta đã có sự tăng trưởng khá là ấn tượng rồi. À, thì đấy chính là cái mà nó ạ nó làm cho chúng ta cảm giác khó phân tích hơn về cái thị trường ở thời điểm hiện tại thì những cái thông tin mà làm cho thị trường chúng ta ở trong khoảng thời gian mấy ngày trở lại đây ấy, có vẻ như là ảm đạm cũng như là giá BTC có sự điều chỉnh thì khả năng một phần nào đó cũng đến từ cái thông tin kinh tế vĩ mô đúng không các bạn. Thông tin nền kinh tế vĩ mô của Hoa Kỳ thì cụ thể nếu như các bạn cập nhật thông tin ấy thì các bạn thấy được rằng là chỉ số phần trăm lạm phát CPI ở được cập nhật vào khoảng thời gian đó là ngày 12 tháng 3 thì bạn thấy rằng là có xu hướng tăng trở lại. Ở, ở trong tháng trước thì bạn thấy được rằng là ở khoảng đó là 3,1% thì chúng ta đã thấy cái dấu hiệu tăng trưởng trở lại rồi nhưng ở đến thời điểm mà tháng 3 này thì chúng ta lại cập nhật chỉ số phần trăm lạm phát CPI của tháng 2 đúng không các bạn thì nó đang là 3,2% nhưng đang cho thấy cái dấu hiệu tăng trưởng trở lại nó khá là rõ rệt và đây chính là cái mà làm cho thị trường chúng ta đang khá là e ngại ở thời điểm hiện tại các bạn thấy được rằng là trong cái khoảng thời gian khi mà giá BTC có cái sự tăng trưởng và thời điểm đó ấy, cái thông tin Bitcoin ETF spot nó đang gì ạ đang lấp đầy thị trường các bạn thấy được rằng là mặc dù có những cái cuộc họp của Fed có những cái đợt gì ạ Fed đưa ra những cái bài phát biểu có những cái đợt Fed gì ạ ngưng giảm lãi suất hay vân vân hay là hay là cảnh báo về cái vấn đề đó là có thể là tiếp tục tăng lãi suất nhưng mà ở trong khoảng thời gian đó các bạn thấy được rằng là thị trường chúng ta hầu như là không bị ảnh hưởng bởi những cái thông tin đó nhưng mà đến thời điểm hiện tại các bạn thấy được rằng một khi mà những cái thông tin lớn đã được tung ra các bạn thấy ở trong khoảng thời gian vừa rồi có uh, bitcoin ETF uh, uh, spot đã, đã được đã được duyệt rồi đúng không các bạn hay là ETH đã triển khai cái bản nâng cấp lên khuôn cool rồi hay là sắp tới là chúng ta đã sát cái sự kiện bitcoin vinh rồi đó thì vì thế là khi mà những cái sự kiện lớn đã được tung ra thì khi đó thị trường ta nó lại quay trở lại và các bạn thấy được rằng là lại bắt đầu suy nghĩ về những cái thông tin liên quan đến nền kinh tế của Hoa Kỳ. Trong khoảng thời gian sắp tới thì cụ thể là 4 ngày nữa sẽ có cái cuộc họp của Fed diễn ra và đương nhiên trong cuộc họp đó thì sẽ có cái quyết định liên quan đến vấn đề lãi suất. Fed sẽ dựa vào những cái chỉ số lạm phát ở thời điểm hiện tại và những cái thông tin về nền kinh tế để có thể đưa ra cái quyết định về vấn đề lãi suất. Trong cuộc họp trước thì chúng ta đã nghe cái thông tin và Fed thì cũng đã nói rằng là sẽ năm 2004 sẽ có ít nhất 3 đợt cắt giảm lãi suất đúng không các bạn và khả năng cao là lãi suất sẽ ngưng tăng và sẽ không có cái dấu hiệu gì ạ sẽ không có cái quyết định là tăng lãi suất trở lại thì trong cuộc họp tới khả năng cao là Fed sẽ tiếp tục tăng ngưng tăng lãi suất là khá là cao thôi còn nếu như mà đột nhiên mà Fed lại đưa ra quyết định tăng lãi suất ấy, thì thử hỏi rằng là người dân Hoa Kỳ liệu rằng có còn có niềm tin vào lời nói của Fed hay không ở trong khoảng thời gian trước thì ông nói với lại tất cả À, người dân hoa kỳ rằng là khả năng lãi suất sẽ gì ạ? À, sẽ có cái đợt cắt giảm lãi suất là mọi người đã có niềm tin rồi và lãi suất thì sẽ được uh, giữ nguyên để có thể là xem xét xem là tình hình uh, cũng như là nền kinh tế như thế nào mà đùng một cái lại tăng lãi suất trở lại thì thực sự là người dân trở tay không kịp đúng không bạn và thị trường chúng ta khả năng cũng sẽ trở tay không kịp nhưng các bạn cũng phải chú ý rằng là trong cuộc họp sắp tới đây nếu như mà Fed ấy À, kể cả là vẫn đưa ra quyết định ngừng tăng lãi suất nhưng cái giọng điệu cũng như là cái bài phát biểu của Fed đấy mà nói rằng là khả năng là phải tăng lãi suất trở lại để kiềm chế cái vấn đề lạm phát đang có dấu hiệu tăng trở lại thôi thì thị trường chúng ta sẽ cũng có sẽ những cái pha điều chỉnh rồi và đến thời điểm hiện tại thì thị trường chúng ta cũng khá là hồi hộp do cái tình hình kinh tế nó đang gì ạ nó cũng đang gặp phải một số những cái vấn đề đó là lạm phát có xu hướng tăng trở lại À, thì à, dù là thị trường có những pha điều chỉnh hay không thì như mình đã cập nhật với các bạn ở à, trong rất nhiều video à, trước rồi đây là những cơ hội để chúng ta có thể là à, đặt chân lên thuyền các bạn à, chúng ta sẽ mua được những cái đồng coi ở vùng giá tốt à, cụ thể thì ở trong thời điểm hiện tại ấy, các bạn à, có thể là à, giữ lại những cái đồng coi mà nền tảng các bạn à, những cái đồng coi mà có thể đi dài hạn được để đến khi mà thị trường chúng ta điều chỉnh chúng ta có thể đi xây thêm được cũng không sao cả cái đích mà chúng ta up trên mà mình chúng ta hướng tới ấy, là cái target ghét nó phải thực sự lớn hơn Bitcoin có thể là trên 100.000 đô đương nhiên thì như mình có nói ở trong những buổi livestream trước nếu như mà thị trường chúng ta nó đã gì ạ? Thực sự điều chỉnh ấy, thì nó sẽ làm chúng ta cảm thấy là thực sự khá là mệt mỏi. Và trong khoảng thời gian sắp tới ấy, thì chúng ta cũng phải chuẩn bị tâm lý. Nếu như nó tăng trưởng luôn thì chúng ta đang có những cái đồng coi. Thì đấy là điều tuyệt vời rồi đúng không các bạn? Còn nếu như có điều chỉnh thì chúng ta cũng phải chuẩn bị sẵn cái tâm lý. Bởi vì một khi nó đã tăng trưởng khoảng thời gian dài như vậy rồi. Nó mà quyết định có những cú điều chỉnh lớn giống như tháng 5 của năm 2000 à, 20, 20 21 này các bạn thấy, là tháng 5 của năm 2021 đúng không thì các bạn thấy được rằng là cái thời gian điều chỉnh nó phải kéo khá là dài bởi vì sao bởi vì nó không giống với lại năm 2021 năm 2021 là giai đoạn thị trường ra bùng nổ nó khác với thời điểm hiện tại nếu như chúng ta kỳ vọng ấy, cái cái ghét là năm 2025 2025 đúng không các bạn và thời điểm hiện tại nó mới chỉ là đầu đầu năm của năm 2024 thôi thì các bạn thấy sau cái sự kiện đi khoa Hà Vinh mà nó quyết định chốt lời và nó gì ạ dạ, nó à, hoặc là gần tới Hà Vinh mà nó chốt lời thôi hoặc là khoảng thời gian sắp tới và chúng ta có thông tin xấu đến từ nền kinh tế thôi mà nó chốt lời thì các bạn thấy là nó sẽ kéo cho thị trường ta dài dẳng một khoảng thời gian khá là dài và mình tin rằng đấy là sẽ là cái pha rũ hàng cuối cùng khi mà thị trường ta bước vào cái mùa tăng trưởng thực sự và các bạn cũng nên chuẩn bị tâm lý chuẩn bị sẵn gì ạ à? chuẩn bị sẵn tài chính đúng không nguồn tài chính để có thể là thu gom crypto ở thời điểm đó các bạn nhé còn nếu không thì các bạn ở thời điểm hiện tại nếu như mà nó có sự tăng trưởng rồi thì chúng ta cũng đang có những cái đồng coi mà chúng ta đang nắm giữ rồi thì chúng ta không phải e ngại cho lắm à, nếu như các bạn mà xem cái giao dịch phái sinh thì các bạn thấy được rằng là trong khoảng thời gian ngày hôm qua khi mà BC có sự điều chỉnh mạnh về cái vùng giá 60 cụ thể các bạn thấy được rằng là về cái vùng giá đó là 65.000 USD thì các bạn thấy là cái lệnh long bị thanh lý ngày hôm qua thực sự cũng khá là lớn các bạn thấy là lên tới là 458 triệu và sót bị thanh lý lên tới là 180 triệu khi mà thị trường chúng ta bước vào mùa tăng trưởng, đúng không các bạn và giá BTC tăng cao, các bạn thấy là có khá là nhiều người mới nhảy vào thị trường này. À, các bạn thấy là cái máu của người mới ấy, cũng như là cũng không gì riêng gì người mới đâu, các bạn ạ. kể cả người cũ thì vẫn có cái máu ăn thua và à, cái vấn đề mà giao dịch mà sử dụng đòn bẩy hay cụ thể là giao dịch phái sinh thì các bạn thấy là à, nó cũng khá là nhiều và đương nhiên ở trong cái thời điểm hiện tại khi mà giá BTC mà muốn có cái sự tăng trưởng thì các bạn thấy rằng nó phải quét long quét short nó phải làm cho chúng ta cháy tài khoản và rất nhiều người mới sẽ cháy tài khoản đúng không các bạn và nó phải quét để làm gì các bạn để nó mới có sự tăng trưởng tiếp được à, nếu như mà nó cứ tăng mãi thì những người mà long các bạn thấy rằng cái số lệnh long ở trong ngày hôm qua bị thanh lý thực sự lớn cái số long này mà nó cứ tăng trưởng mãi thì tiền đâu để giả đúng không ạ sàn có tiền đâu để trả cho những cái người mà đặt những cái lệnh long và cái số lượng lệnh long nó lớn lớn như vậy đúng không thì uh, tiền đâu ra mà trả. Vì thế nó phải quét long quét short chán sau đó thì nó mới làm cho những người tham gia đầu tư chán nản nó mới có thể là tăng tiếp được. Đó. Thì uh, các bạn thấy được rằng là mỗi một khi mà thị trường nó tăng trưởng thì cả, uh, cái giao dịch đòn bẩy hoặc cụ thể là giao dịch cái nhu cầu phát sinh giao dịch nó sẽ càng ngày nó càng lớn đúng không ạ. Uh, các bạn thấy được rằng là phần trăm vốn hóa của BTC ở trong vòng 2 3 ngày trở lại đây thì đang có một cái xu hướng giảm khá là rõ rệt. À, khả năng cao là sẽ đi về tới cái vùng giá ở à, vùng nó là 52% và chỉ báo RSI ai cũng như là chỉ báo EMI của phần trăm vốn hóa BTC thì các bạn thấy là khả năng sẽ đi về cái cái vùng thấp ở phía dưới đó là dưới 25% thì khả năng nó sẽ có cái sự phục hồi quay trở lại đấy là cái kỳ vọng của mình nhưng mà thực sự công bằng này mà nói ấy, các bạn ạ À, nếu như mà chúng ta đứng trên phương diện của những uh, quỹ Bitcoin ETF spot ở thời điểm hiện tại, họ đang thu được cái nguồn lợi khá là lớn. nguồn lợi đây, đây là gì các bạn? Từ cái việc đó là quản lý đúng không các bạn? Quản lý à, tài sản này, à, từ cái uh, việc đó là gì các bạn? Khi mà những nhà đầu tư truyền thống họ mua cổ phiếu Bitcoin ETF spot đúng không các bạn? Họ phát sinh giao dịch thì đương nhiên là phát sinh phí giao dịch vân vân. Họ đã thu được cái nguồn lợi đó là từ phí đó. Và khi mà giá BTC càng tăng thì cái nguồn lợi mang lại cho họ sẽ càng ngày càng lớn đúng không các bạn? vì thế là liệu rằng là họ có chấp nhận đạp đổ bát cơm của họ ở thời điểm hiện tại và thời điểm hiện tại có phải là thời điểm thích hợp hay không? đó thì khả năng những quỹ Bitcoin ETF spot này sẽ giữ cho giá BTC cũng như là giữ cho thị trường này nó sẽ khó có thể là có những pha điều chỉnh mạnh đúng không các bạn? thậm chí là giảm đến 40 đến 50% đối với lại giá BTC được nó cũng khá là khó chứ không phải là dễ đâu. À, trừ khi là nếu như thực sự những uh, Tổ chức hoặc là những người mà đầu tư Bitcoin ETF Sport họ quyết định là xả Bitcoin Dẫn tới những cái quỹ Bitcoin ETF spot đúng không các bạn Những cái đội ngũ quản lý tài sản lớn Ở thời điểm hiện tại họ xả Bitcoin ra Thì nó mới làm cho thị trường chúng ta đập mạnh được Nhưng mà thực sự công bằng này mà nói các bạn ạ À, nếu như mà chúng ta đứng trên phương diện của những uh, quỹ Bitcoin ETF spot ở thời điểm hiện tại, họ đang thu được cái nguồn lợi khá lớn. nguồn lợi đây, đây là gì các bạn? Từ cái việc đó là quản lý đúng không các bạn? Quản lý à, tài sản này, à, từ cái uh, việc đó là gì các bạn? Khi mà những nhà đầu tư truyền thống họ mua cổ phiếu Bitcoin ETF spot đúng không các bạn? Họ phát sinh giao dịch thì đương nhiên là phát sinh phí giao dịch vân vân. Họ đã thu được cái nguồn lợi đó là từ phí đó. Và khi mà giá BTC càng tăng thì cái nguồn lợi mang lại cho họ sẽ càng ngày càng lớn đúng không các bạn? vì thế là liệu rằng là họ có chấp nhận đạp đổ bát cơm của họ ở thời điểm hiện tại và thời điểm hiện tại có phải là thời điểm thích hợp hay không? đó thì khả năng những quỹ Bitcoin ETF spot này sẽ giữ cho giá BTC cũng như là giữ cho thị trường này nó sẽ khó có thể là có những pha điều chỉnh mạnh đúng không các bạn? thậm chí là giảm đến 40 đến 50% đối với lại giá BTC được nó cũng khá là khó chứ không phải là dễ đâu. À, trừ khi là nếu như thực sự những uh, tổ chức hoặc là những người mà đầu tư bitcoin ETF spot họ quyết định và xả bitcoin dẫn tới những cái quỹ bitcoin ETF spot đúng không các bạn những cái đội ngũ quản lý tài sản lớn ở thời điểm hiện tại họ xả bitcoin ra thì nó mới làm thị trường của ta đâm mạnh được và thực sự là cần để đâm mạnh thì nó phải có một yếu tố thực sự lớn nếu như mà dựa theo cái góc độ thị trường đấy thì nếu như mà xảy ra cái hiện tượng đó là gì ạ À, suy thoái tài chính đúng không bạn hoặc là xảy ra cái hiện tượng đó là suy thoái kinh tế hoặc là xảy ra cái vấn đề đó là lạm phát tăng trở lại dẫn tới phép phải tăng lãi suất trở lại hoặc là à, cái vấn đề gọi là thất nghiệp đúng không bạn ở thời điểm hiện tại nó cũng khá là cao rồi đúng không khó kiểm soát vân vân đó thì đấy là những cái thông tin mà thực sự lớn hoặc là có chiến tranh xảy ra hay là thiên nga đen gì đó